Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi lại xoáy mạnh trong vấn đề tranh chấp đất đai, xét xử ở tòa án. Mỗi một ngày tôi đều nghe trong cái khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ một cái câu hỏi bình thường nhất của quý độc giả chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi mong muốn cái tính nhân văn nó lan tỏa. Tôi cũng nói quý vị và các bạn rằng là trước khi chúng ta gọi đến thì chúng ta hãy xưng hô tên. Tôi tên là gì đó. Có lẽ các bạn cũng mã hóa cũng được. Tôi không cần phải tên thiệt đâu. Dạ em thứ năm. Em ở Lai Châu. Em tên Tèo, em ở Vĩnh Phúc. Em tên là Minh, em ở Kiên Giang. Như vậy là được rồi ạ. Tôi không cần cái tính pháp lý, tôi không cần xác minh bạn là ai. Tôi chỉ mong muốn góp với bạn một bàn tay của tôi, một cái khối óc của tôi cho bạn một câu hỏi. Và nhớ nha, có những anh những chị hỏi với tôi 5-6 câu hỏi, tôi không trả lời hết được đâu. Vừa hết câu hỏi thứ nhất, bạn lại trả lời qua câu hỏi thứ hai, bạn lại hỏi tiếp câu hỏi thứ ba, và bạn hỏi tiếp câu hỏi thứ bốn, thì chắc chắn là tôi sẽ không hỏi, tôi không trả lời hết các bạn. Tại vì chúng ta sẽ thỏa thuận dành một cái suất nào đó cho những người cần lắm. Có nhiều bạn hỏi chứ, hỏi về việc kiện tụng ở tòa án, xong rồi hỏi về tranh chấp đất đai nhà, xong liên quan rồi lại hỏi tới ly hôn, ly hôn rồi lại hỏi tới việc có yếu tố nước ngoài. Bạn ạ, mỗi một người, tôi biết trong chương trình thì không thể là vừa lòng hết tất cả mọi người, nhưng chúng ta cũng nằm trên cái thái độ nhường nhịn nhau để chúng ta cùng nhau đi tới. Bạn biết không, có những lúc tôi mệt lắm. Một ngày một mình tôi phải xử lý rất là nhiều công việc, rồi cũng phải làm những cái video để tặng cho quý vị và các bạn. Thôi thì nói nhiều quá, tôi chỉ nói với quý vị và các bạn, chúng ta sẽ thỏa thuận gọi cho luật sư vào cái khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ các bạn nhé, và chúng ta sẽ tập trung vào câu hỏi để tránh mất thời gian. Cố gắng trong tiếng đồng hồ đó tôi trả lời càng nhiều càng tốt nha. Câu hỏi ngày hôm nay của vị khách hàng của tôi, tôi sẽ đặt tên video có tên là đất của ông bà ngoại hay là đất của mẹ. Chị khách hàng ở ngoài miền Bắc gọi điện cho tôi, chị bảo rằng là chị ơi, bây giờ hiện tại là các người dì, chị ruột, em ruột của mẹ khởi kiện thì yêu cầu hủy cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ba mẹ em đang đứng tên. Thì sau khi nghe chị trình bày thì chị bảo rằng là nguồn gốc đất là ba mẹ của chị đó nhận chuyển nhượng từ những năm 1980. Sau khi nhận chuyển nhượng thì quản lý sử dụng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào khoảng năm 94-95 gì đó, và liên tục quản lý sử dụng các nhà trên đất cho đến nay. Thì hiện tại các cái chị em ruột của mẹ đã khởi kiện và cho rằng nguồn gốc đất là của bà ngoại. Thưa quý vị và các bạn, trong bất kỳ một cái vụ kiện, bất kỳ những cái vụ tranh chấp liên quan tới đất, tôi vẫn nói với quý vị và các bạn, liên quan tới nguồn gốc đất quan trọng lắm. Đất do đâu mà có? Đất do tôi được ông bà cha mẹ tặng cho. Đất do tôi nhận chuyển nhượng mua bằng một cái tờ giấy tay, một chỉ vàng năm 2000 chẳng hạn. Đất do tôi đổi của ông A vào những năm 80. Đất do tôi khai hoang phục hóa và đăng ký kê khai cho đến thời điểm này. Nguồn gốc đất quan trọng lắm. Tôi đã tư vấn cho chị rằng nếu chị cho rằng nguồn gốc đất là của mẹ chị
thì chị hãy đi đến cái người chủ đất á, cái người đã bán cho mình á, theo thuật ngữ là đã chuyển nhượng cho mình, đã bán cho mình á, làm như thế nào đó để xác lập lại cái giấy tờ bán đất. Nó là một trong những cái căn cứ rất là quan trọng để khởi kiện. Nó là một trong những nguồn chứng cứ để chúng ta xem xét khả năng thắng thua ở tòa án. Tôi cũng đã hứa với chị rằng tôi sẽ làm cho chị một cái video liên quan tới chị. Trong trường hợp này tôi cho rằng chị có hai cái thuận lợi. Thuận lợi thứ nhất là hiện tại chị đã được, mẹ chị đã được Ủy ban Nhân dân quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một tấm bùa hộ mệnh. Luật sư vẫn nói như vậy đó. Tấm bùa hộ mệnh để cho rằng cái người đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, có được những cái quyền theo quy định của pháp luật, quyền chuyển nhượng đó, quyền mua bán đó, quyền thế chấp đó, quyền cho thuê, những cái quyền mà pháp luật quy định. Vậy thì cho tới thời điểm hiện tại, pháp luật công nhận bảo hộ cái quyền sử dụng đất của ba mẹ chị. Cái thứ hai đó là ba mẹ chị quản lý sử dụng trực tiếp cho đến thời điểm này. Chị có bảo với tôi rằng là ba mẹ chị quản lý sử dụng từ năm 1900, khoảng năm 1980 cho tới nay. Vậy thì, và hiện tại ba mẹ chị đã trực tiếp quản lý sử dụng. Mình đang quản lý sử dụng mà. Khi chưa có phán quyết của tòa, khi chưa có một cái vụ ngã ngũ, thì quyền sử dụng đất vẫn là của ba mẹ chị. Nếu trong trường hợp, cái này luật sư nói thêm thôi nha, nếu trong trường hợp ba chị mất đi, thì các con hàng thừa kế thứ nhất sẽ được tiếp tục cái quyền thừa kế của gia đình chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, trong từng cái video tôi cố gắng chuyển đến quý vị và các bạn một cái thông điệp rất đơn giản. Có lẽ là nếu như trong trường hợp ai đó nói luật sư nói chậm quá mà luật sư nói không hiểu, thì chúng ta sẽ trở lại vấn đề và chúng ta sẽ nghe những cái video một lần, hai lần, ba lần. Thưa quý vị và các bạn, có video thì có những cái lượt quảng cáo, thì do cái số lượng video làm nhiều để phục vụ cho bạn đọc, những lần xem cái đợt quảng cáo thì nếu được thì các bạn ủng hộ xem quảng cáo xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục nghe luật sư, chứ đừng tắt quảng cáo cũng tội nghiệp, tại vì quảng cáo nó mang lại có một chút thu nhập cho luật sư. Các bạn nhớ nhé, chúng ta cũng phải có một cái sự có qua và có lại. Tôi cũng không có ý định là sẽ lấy tiền quý vị và các bạn. Tuy nhiên rằng là có một chút quảng cáo, nếu ở đầu video, nếu ở giữa video và ở cuối video, nó vào khoảng chừng vài giây gì đó, thì kính mong quý vị và các bạn xem hết cái quảng cáo, để nó là một cái nguồn thu nhỏ thôi, để cho luật sư lấy đó để bù đắp lại, làm tiếp những cái video, và nó cũng là một cái động lực để cho tôi tiếp tục cái công việc cống hiến cho xã hội, cho hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Lịch của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta luôn post vào lúc 8 giờ tối hàng ngày trên kênh Luật Sư Thu Đoàn. Cảm ơn quý vị và các bạn.